Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với chùm game đổi thưởng anh em nhé. Đấy, hôm nay tiếp tục lại là con series kiếm tiền trên con game bài đổi thưởng Bing Bot anh em nhé. Đấy. Ok, lướt qua phần nhiệm vụ tí xem nào. Xà nhận thưởng. Ui dồi ôi, quá chi là ngon. Ok. Lại hoàn trả làm lần đầu dân thủ anh em nhé. Đấy, thưởng online nữa này. Ui bù ai giả 61 cày. Ok, con này thì game này thì min rút của nó tối thiểu là 100.000 anh em nhé. Đấy, anh em check lịch sử này, mình đã nạp rất chi là nhiều lần rồi. Đấy, nạp và rút rất chi là nhiều lần rồi, nói chung là cái độ uy tín của nó không, anh em không phải suy nghĩ đâu nhá. Ok, hôm nay mình sẽ làm một cái slot game đỏ đen anh em nhé. Ok, xem nào, hôm nay mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền thì con game này nào. Ok, đấy, chơi lịch sử cầu này. Ok, anh em đợi nó tiếng đầu xem là tình hình nó thế nào nhá. Ui giời, ôi, đen thắng. Đen thắng thì anh em bẻ cầu sang đỏ thôi. Làm cho may mắn 200.000 này. Đó, đỏ 500. Ui giời, lại đen thắng. Đỏ mới đen anh em ạ. Ok, may mắn vẫn 200 cành này. Đấy, mình vẫn bẻ cầu đỏ anh em nhé. Triệu 2 này. Đi con mẹ nó ảo thật, mệt cầu liên. Thịt mà nói hỏng rồi. Ok, tiếng này vẫn vất nó đỏ này. 2 triệu 2 này. Quyết tâm là bẻ cầu anh em ạ. Ôi giời ơi. Đi con mẹ mày luôn. Vẫn lỗ anh em ạ. May mắn 200 này. Đỏ thêm 2 triệu đây. Đôi đi quả mẹ mày luôn. Ui giời ơi, 63 cành rồi. Ok, tiếng này anh em bẻ sang đen nhá. May mắn 200 nghìn này. Đen cho mày 2 triệu đây. Rồi rồi, lại kiếm ăn rồi. Cuộc chơi vẫn còn dài nhưng mà ok, đen tiếp đi. 2 triệu đây. Úi dồi ôi, quá tay lên 3 củ mất rồi. Đi con mẹ mày, đen thắng tiếp. Úi dồi ôi, làm ngay thêm 3 củ nữa. 6 7 củ rồi. Ok, bẻ cầu sang đỏ thôi. 3 củ tiếp. Ôi ôi. À đủ luôn. Thùng anh em ạ, thùng X3. Ui ôi, ngon quá là ngon luôn. Làm ngay chục củ. Quá dừng là ngon. Ok. Tiếng này mình lại quất đỏ tiếp anh em nhé. Game thêm may mắn 300 cành này. Ui ơi đen. Mẹ, ui ui. Lại kiếm ăn đây này. Chán quá. Quành đi quành lại vẫn cứ là được anh em ạ. Ok anh em, hôm nay mình làm 12 củ rồi. Chìm cút thôi. Ok anh em nào thấy video của mình hay thì có thể cho mình xin một lần like, một lần đăng ký kênh em nhé. Đấy, hẹn anh em mình cái video chia sẻ tiếp theo.